Xin chào các bạn, như vậy là sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng một chiếc Kia Telluride 2020 đã chính thức lộ diện và trở thành chiếc xe lớn nhất từ trước đến nay của hãng xe Hàn Quốc, sử dụng chung nền tảng khung gầm với người anh em Hyundai Palisade. Telluride 2020 được bố trí 3 hàng ghế, cung cấp không gian thoải mái cho cả 7 hoặc 8 người. Đây cũng chính là chiếc xe lớn nhất từ trước đến nay của Kia, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu xe Hàn Quốc trong phân khúc SUV hạng sàn cỡ lớn. Về thiết kế, Telluride 2020 có kiểu dáng khá vuông vắn và cứng cáp. Phần đầu xe thì vẫn là lưới tản nhiệt dạng mũi hổ đặc trưng, được đẹp hai thanh chrome lớn ở trên và dưới. Cụm đèn pha hình vuông được đẩy về hai góc, bao quanh là giải LED định vị ban ngày. Phía dưới là cửa gió đặt nằm dọc và bốn đèn sương mù trên đều sang hai bên. Hai bên thân xe thì nổi bật với vỏ bánh xe cơ bắp, cùng với đó là bộ mâm hợp kim kích thước lớn phủ sơn đen bóng, tạo nên dáng cơ bắp và khỏe khoắn cho xe. Phần đuôi của Telluride được thiết kế tối giản, nổi bật với cụm đèn hậu dạng đứng và hệ thống xả kép. Bên trong thì Telluride 2020 sở hữu cái nguồn bọc da Nappa cao cấp và tính năng sưởi ấm làm mát tích hợp vào hai hàng ghế đầu, cùng với đó là chức năng gập điện cho hàng ghế thứ ba. Hai hàng ghế sau có thể gập gọn để tăng không gian chứa đồ. Các chi tiết như là gỗ nhám hay là kim loại cũng giúp cho không gian xe trang trọng và tinh tế hơn. Kia Telluride được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 10 loa, công suất 630W của Harman Kardon, sạc không dây và 6 cổng USB. Bên dưới nắp capo thì Kia Telluride 2020 thì được trang bị duy nhất động cơ V6 3.8 lít, sản sinh công suất là 291 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và môi xoáy cực đại là 355 Nm tại 5.200 vòng trên phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn và tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh. Người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ lái như là Smart, Eco, Sport và Comfort. Ở chế độ lái Eco và Smart, sức mạnh được truyền đến hai bánh trước, trong khi đó ở chế độ Snow và Comfort, tỷ lệ phân bổ giữa bánh trước và bánh sau lần lượt là 65-35 và 80-20 đối với phiên bản tự động hai cầu. Ngoài ra sẽ có chế độ Snow để di chuyển trên đường kiện trơn trượt với tỷ lệ 80-20 trước sau, còn chế độ AWD Lock trên đều lượng vô bên xoắn giữa hai trục bánh xe, giúp xe vượt các địa hình bùn lầy tốt hơn. Kia cho biết tải trọng kéo tối đa của Telluride 2020 là 2.267 kg. Ở khía cạnh an toàn thì Telluride được trang bị hàng loạt các tính năng như là hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ đi đúng làn đường, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái Head-up Display, chế độ Quiet Mode tức là im lặng mà không làm phiền, hệ thống giám sát hàng ghế sau để phát hiện hành khách và cảnh báo khi có người rời xe. Telluride 2020 được sản xuất tại cơ sở của Kia ở Westport, bang Georgia, Mỹ và đã sẽ được mở bán vào cuối năm nay. Telluride sẽ được các đối thủ cạnh tranh chính của mình là Ford Explorer, Toyota Highlander, Honda Pilot, Volkswagen Atlas hay là Subaru Ascent, và hiện tại giá xe vẫn chưa được công bố.